Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của CanFit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được một cái máy Acer nha các bạn. Acer F5 573. Mã men của nó là DA ZAA MB 16E0 Review E nha các bạn. Modem là ZAA X32. Hiện trạng của cái men này đó là không kích nguồn được nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ làm sụp BIOS trước nha các bạn. Thì ở dòng này, trong cái con IT8987E, con IO này nha các bạn, là nó có ROM boot. Cái ROM nguồn nó nằm trong đây nha các bạn. Cái ROM nguồn nó nằm trong đây. Và một cái sụp 80 ở đây nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ chép lại cái con ROM IO này trước nha các bạn. Con ROM trong IO này trước, tại vì nó liên quan tới cái phần kích nguồn nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình cũng sẽ sử dụng cái máy SVOD nha các bạn, và version 3 để mình chép con ROM này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành. Đây thì mình cũng sử dụng cái máy này nha các bạn. Đây các bạn cũng sử dụng, các bạn sử dụng scap 28 chân nha các bạn, 28 chân và kích cỡ là 1mm nha các bạn. Và đây là cái cổng dây USB để mình kết nối mát nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ kết nối vào main. Mình sẽ cướp nói bằng cái dắt cây bo nha các bạn. Và cái này thì mình sẽ cắm vào trong cổng USB để nó ăn mát nha các bạn, lấy mát. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối cáp máy tính vào nha các bạn. Mình sẽ kết nối cáp máy tính vào. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ kết nối trên máy PC nha các bạn. Rồi mình sẽ mở cái giao diện SVOD lên nha các bạn. Rồi bắt đầu các bạn sẽ chọn ITE, cái mã của con IO nha các bạn. Đó, sau đó các bạn sẽ chọn Select Motherboard để mình chọn cái cáp cáp bàn phím nha các bạn, nó hợp với cái cáp chân á. Mình chọn chân cho nó đúng với cái tên của cái con Acer này nha các bạn. Acer là F5573 thì mình sẽ chọn đúng tên. Rồi ok. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm nguồn vào nha các bạn. Now plus power nè. Bây giờ mình sẽ cắm cái nguồn của mình vào. Các bạn thấy nó nhảy dòng rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ read ID nha các bạn. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ rip để mình lưu lại nha các bạn. Để mình save lại. Rồi bây giờ mình sẽ save. Mình cũng sẽ chọn về desktop nha các bạn. Mình sẽ đặt cái tên. Mình sẽ đặt cái tên là Acer DAZ. ITE nha các bạn. Lưu.
Rồi mình sẽ lưu lại nha các bạn. Mình sẽ lưu lại desktop. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ load một cái file ở trên mình mới đau về nha các bạn. Đây mình sẽ load một cái file là ITE đây. Rồi. Rồi bắt đầu mình sẽ run nha các bạn. Rồi verify ok nha các bạn. Rồi ok. Bây giờ bắt đầu mình sẽ ngắt kết nối và bắt đầu mình sẽ cắm nguồn và mình sẽ kích nguồn cho các bạn xem là cái main nó có hoạt động không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ngắt kết nối. Như vậy là mình vừa chép xong nha các bạn. Mình vừa chép xong cái sụt IO nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ ngắt cái kết nối này ra. Rồi. Đối với kỹ thuật thì sử dụng cái bộ này rất tiện lợi nha các bạn. Cái con SVOD này đó, nó còn mình có thể chép được BIOS nha các bạn. À, mình có thể chép được BIOS trực tiếp vào đây. À, nên nó rất là tiện lợi, vừa chép được ROM IO và vừa chép được BIOS 8 chân luôn nha các bạn. Cho nên cái bộ này nó rất là tiện lợi cho anh em kỹ thuật. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành, mình sẽ cấp nguồn và mình sẽ kích thử xem cái main này có dòng boost không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kích. Rồi mình rút nguồn ra mình cắm lại nha các bạn. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn. Bây giờ mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Ok, như vậy là máy đã có dòng boost nha các bạn. Ok các bạn, như vậy là máy đã có dòng boost. Bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình xem máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình xem máy có xuất hình hay không. Bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Ui chậm nè. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi mình cũng sẽ cấp lại, gắn lại nguồn và mình sẽ kích lại nha các bạn. Rồi máy đang dòng.
Rồi, máy đã lên hình nha các bạn. Rồi, ok các bạn, như vậy là máy đã lên hình. À, như vậy nguyên nhân ở cái main F5573 này là do bị lỗi sụt BIOS trong IO nha các bạn. Sau khi mình đã chép lại sụt BIOS trong IO thì máy đã kích được nguồn và đã xuất hình. Video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.